Xin chào mọi người, hôm nay chia sẻ cho các bạn những con cút của mình hiện tại đang tầm khoảng được 3 tuần tuổi rồi. Gần 3 tuần tuổi. Đây thì ngoài đây thì có đèn nước này, đây, thức ăn này. Thức ăn kém này nhưng mà có thể là nó không có ra đầy đủ. Nó vẫn bị nghẽn. Còn nước thì ra đầy đủ. Nó không bị nghẽn nên là nó có chỗ nó uống, còn không thì mình phải cái thức ăn á, thì mình phải thêm cái một cái nắp nữa mình để. Hiện tại nuôi cái này nó tạm thời thôi, với đang ở Nhật thì trời cũng khá là lạnh nữa, để trong đây thì nó ấm nè. Đấy. Trong cái nắp này thì đây nó có cái bóng đèn này, bóng này để đèn này để sưởi ấm nè. Buổi tối ở ngoài trời cũng khá là lạnh, hiện tại ngoài trời buổi tối xuống tầm khoảng đến 7-8 độ, trời thu à, tầm đầu đầu cuối tháng 11. Đấy. Trong đây là ba con cút. Đấy. Con cút này cũng khá là xinh. Mình mua cái cút lộn nữa xong rồi về để trong cái máy nó ấp thì nó nở. Một tuần lễ nó sẽ nở đây như này. Đấy. Và mua thêm một lần thứ hai nữa nhưng mà có thể là trời lạnh này trứng cút để ngoài trứng lộn nữa. Ngoài có thể là bị phôi nó bị hư không ra được nữa. Đấy. Chỉ có ba con rồi, để chờ đến tầm đến cuối sang năm nữa, trời ấm ấm á, mà có cút lộn ở tiệm thì sẽ mua về cho nó ấp thêm mà. Rồi nó bay ra ngoài luôn, giờ nó to cao rồi, nó nhảy ghê. Cút này chạy ra ngoài nhanh lắm, không bắt nó nổi. Cút này nó lội cũng khá là nhanh. Trong cái này thì có thể dễ bắt nó thôi. Đây thì ngoài đây thì có cái khay nước nè, à, cái màu xanh này là nước nè. Đấy, màu trắng là để thức ăn, đấy, thức ăn kém này mình mua ngoài tiệm. Tiệm Petto, tiệm thú cưng của Nhật đó, Conan hay là những cái tiệm hôm mưa thì nó có cái có quầy dành cho petto, thì người ta có bán thức ăn cho gà, cho cút ha, cho chim, cho mấy những con két đầy đủ, chó mèo khá là nhiều. Cút thì nó cũng phổ thông lắm, thức ăn mới có thể người Nhật người ta cũng nuôi, trong trường mình cũng không biết được. Đây là cút lộn này. Cút lộn thì mua trên mạng cũng có bán đó mọi người. Ơi, cút mà có trống chứ, trứng có trống rồi về mà vô trong cái máy ấp thôi. Đấy, nên có nước màu xanh này nó đang uống nè. Đó. Kém đây. Đây được gần 3 tuần tuổi rồi, lông lông cứng nó cũng khá đầy đủ rồi. Giờ nó chỉ có phát triển đầy đủ tầm khoảng lớn hơn chút nữa. Tầm một tháng, khoảng tháng nữa thì có thể nó đẻ thêm trứng ha, nếu mà không có gì bất ổn. Mình sau này sẽ mua cái thùng cho nó to hơn nữa, không có dạng vuông đó, có thể nuôi thêm vài con nữa. Hiện tại thì đây có ba con trong cái thùng này, nó cũng tạm ổn ha. Sau này mà nó nhiều á, tầm khoảng sẵn như này nuôi, mình muốn nuôi tầm khoảng chục con đó, tiền điện cho nó đỡ đỡ tốn ha. Chứ nuôi ba con này với cùng cái công suất như này thì có ba con này tính ra nếu mà mình lấy nuôi để ăn trứng á, thì khá là ít. Ví dụ ba con này là con mái thì ngày nó có ba trứng thì cũng khá là ít. Nếu mà chục con thì được. Đấy. Tiện thì mình nuôi cho nó ăn, tiện cái đèn nữa. Đấy. Cái đèn tiền điện nó cũng khá. Một tháng thì không biết nó bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà mùa đông thì phải sưởi ấm nó như này. Cút nó cũng vậy, mùa hè mùa ấy cũng phải có cái đèn nữa. Thì mùa hè thì có thể dùng cái bóng khác cho nó nhiệt độ nó nhẹ đi. Đấy, những em cút ở trong khá là dễ thương xinh xắn ở Nhật nhá. Này thì đang là vào mùa thu, trời cũng khá lạnh, ở trong cái hộp này nó ấm nè. Vâng, cảm ơn các bạn theo dõi clip về những con chút cút mình trải nghiệm nuôi ở Nhật. Xin chào, hẹn gặp lại những các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.